6 bước ứng phó khi vợ ngoại tình. Cảm giác cay đắng, nhục nhã, đau đớn khi bị phản bội là điều mà bất cứ người đàn ông nào cũng trải qua khi vợ ngoại tình. Tuy nhiên, bất luận điều gì đang xảy ra cũng đều có nguyên nhân của nó. Việc truy tìm nguyên nhân vợ bạn ngoại tình và tìm cách giải quyết nó như thế nào sẽ cho thấy rõ bản lĩnh người đàn ông trong bạn. Trong cuộc đời này, không ai mong muốn người bạn đời của mình ngoại tình. Tuy nhiên, nếu chẳng may có biến cố bất chợt xảy đến, vợ bạn ngoại tình, vậy bạn nên ứng phó với tình huống này như thế nào? Có 6 bước ứng phó mà một người chồng thông minh và hiểu biết thường làm khi vợ ngoại tình. Đó là gì? 1. Biết kiềm chế cảm xúc. Cảm giác cay đắng, nhục nhã, đau đớn khi bị phản bội là điều mà bất cứ người đàn ông nào cũng trải qua khi vợ ngoại tình. Tuy nhiên, lời khuyên cho các ông chồng trong trường hợp này là hãy bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Bởi vì nếu không bình tĩnh suy xét, cảm xúc sẽ lấn át lý trí của chúng ta, khiến bản thân chúng ta dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Theo một nghiên cứu khoa học, khi ở trong trạng thái tức giận, con người ta dễ suy nghĩ và hành động thiếu sáng suốt hơn là lúc vui vẻ bình thường. Cảm xúc tiêu cực cản trở ta cư xử theo cái cách mà lẽ ra ta không nên làm. Do vậy, việc quan trọng lúc này là hãy bình tĩnh nhìn nhận vấn đề, xem xét những dấu hiệu vợ ngoại tình có rõ ràng hay không để có phương pháp xử lý cho phù hợp. Biết kiềm chế cảm xúc cũng sẽ chứng minh sự thông minh, bản lĩnh ứng phó của người đàn ông trước sóng gió cuộc đời. 2. Truy tìm nguyên nhân khiến vợ ngoại tình. Có một chuyên gia tâm lý đã từng nói, nguyên nhân và hệ quả là hai mặt của một vấn đề. Trên đời này, không có sự việc gì vô cớ xảy ra. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Điều kiện và thời cơ phát sinh việc đó, việc vợ của bạn ngoại tình cũng vậy. Chỉ khi bình tĩnh và nhìn nhận một cách khách quan, bạn mới thấy được hết các mặt, các bản chất, cốt lõi của vấn đề. Vì sao vợ bạn cặp bồ? Phải chăng vì sự thờ ơ vô tâm của bạn với cô ấy? Hay là bởi chính bạn là kẻ phản bội trước nên vợ bạn mới ông ăn trà thì bà ăn nem? Có rất nhiều lý do để dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Khi đã biết chính xác nguyên nhân là gì, bạn sẽ sớm có giải pháp tốt nhất. Người ta vẫn nói là rối ở đâu thì gỡ ở đó. 3. Đối mặt với sự thật. Sau khi xác định đúng là vợ mình đang có nhân tình bên ngoài, có nhiều ông chồng chọn cách trốn tránh sự thật. Một số giả vờ như chưa phát hiện ra điều này, với mong muốn cuộc hôn nhân có thể tiếp tục như bình thường. Số khác vì quá tức giận nên cũng ra ngoài tìm người đàn bà khác để đổi gió, hay mượn bia rượu để giải sầu. Đây thực sự không phải là những cách giải quyết ổn thỏa. Chỉ khi dám nhìn thẳng vào sự thật, chúng ta mới có thể tìm ra biện pháp đúng đắn. Việc dám đối mặt với tin xấu thể hiện bản lĩnh ứng phó cũng như quyết tâm gỡ bỏ vật cản. Điều đúng đắn mà các ông chồng cần làm lúc này là đặt bằng chứng lên bàn và yêu cầu vợ giải thích rõ ràng. Một cuộc nói chuyện thẳng thắn sẽ tạo cơ hội để cả hai phía giải bày tâm tư, nguyện vọng của mình. Để từ đó ta biết mình đúng ở đâu và sai chỗ nào để mà sửa lỗi. 4. Tha thứ cho vợ. Nếu là lần đầu sai phạm, chúng ta nên cho vợ một cơ hội sửa sai. Có thể chỉ vì một phút bồng bột nhất thời nên cô ấy mới làm việc có lỗi với bạn. Hãy cứ cho vợ bạn cơ hội chuộc lỗi và xem thái độ sửa đổi của cô ấy có thiện chí hay không. Hơn nữa, tha thứ cho người khác cũng chính là tự giải thoát cho bản thân mình. Khi trong lòng không còn oán niệm, tâm hồn ta sẽ thanh thản hơn rất nhiều. Tha thứ cho vợ, mở ra cơ hội cho cả bạn và cô ấy. 5. Tự hoàn thiện chính bản thân mình. Nếu nguyên nhân ngoại tình đến từ phía vợ bạn, hiển nhiên bạn không có lỗi. Nhưng nếu nó xuất phát từ phía bạn, có lẽ đã đến lúc bạn cần nhận một phần trách nhiệm về mình. Có bao giờ bạn tự hỏi, vì sao cô người yêu nhỏ nhẹ, dễ thương, dịu dàng năm nào, sau khi cưới, tính tình lại trở nên cáu bẩn như vậy? Có bao giờ bạn tự hỏi, do đâu mà người con gái trước kia ngày đêm mong ngóng bạn trở về, nay bỗng thờ ơ, dửng dưng, như thể việc bạn có về nhà hay không, không phải là việc của cô ấy? Người sai trước có lẽ chính là bạn. Có thể vì công việc bận rộn nên bạn ít có thời gian dành cho vợ con. Thậm chí có khi ngay đến kỷ niệm ngày cưới bạn cũng chẳng thèm nhớ.
rồi còn vô vàn hành động khác nữa. Với bạn, đó là hành động nhỏ, nhưng với người bạn đời của bạn, đó là những tổn thương rất to lớn. Để cải thiện tình trạng mối quan hệ, bạn cần thay đổi bản thân mình đầu tiên. Đúng là công việc rất quan trọng, nếu thiếu vật chất, chúng ta không thể tồn tại được. Nhưng có một điều bạn đừng quên là đời sống tinh thần cũng quan trọng không kém, và sự thay đổi chưa bao giờ là muộn. Hãy cùng cô ấy chia sẻ việc nhà, việc dạy dỗ con cái. Hãy quan tâm cô ấy theo cái cách mà bạn đã chinh phục nàng như thời mới yêu. Đừng nghĩ cái gì đã là của mình rồi thì không cần phải giữ. Cái gì là của mình càng cần phải giữ. 6. Cho nhau lối đi riêng. Nếu bạn đã cho vợ cơ hội sửa đổi và cũng tự thay đổi vì vợ vì con mà tình hình vẫn không có gì tiến triển, hãy cho nhau lối đi riêng. Bởi vì mỗi sự cố gắng đều đáng được tôn trọng. Người hết lần này đến lần khác làm bạn tổn thương, hết lần này đến lần khác đập tan những gì bạn đang cố hàn gắn, thì không nên níu kéo làm gì nữa. Bạn đã nỗ lực hết sức rồi. Hiện tại hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi. Ai cũng có giới hạn của mình. Nhưng nếu hết duyên, hãy bằng lòng buông tay để mỗi người có một hướng đi mới tốt hơn. Sau cùng, hãy tin tưởng rằng người biết khi nào nên nắm, khi nào nên buông, rồi cũng sẽ hạnh phúc. 3 điều quan trọng giúp chị em chấp nhận được những thói xấu của chồng. Trong cuộc sống, không ai có trách nhiệm phải quan tâm đến sự tủi thân, uất ức của chúng ta. Cũng chẳng ai có trách nhiệm phải quan tâm đến sự thất vọng của chúng ta. Vậy nên, chúng ta cần phải đối diện với sự thật, cần phải học được cách chấp nhận vạn sự, vạn vật trên cuộc đời này. Trong hôn nhân, càng phải học bài học chấp nhận. Hầu hết, hôn nhân đau khổ là bởi các cặp vợ chồng thường không chấp nhận được nhau. Phàn nàn, chỉ trích, chán nản, rồi coi thường nhau cũng từ sự không chấp nhận này. Bởi vậy, học cách chấp nhận những thiếu sót của vợ hoặc chồng, sau đó học cách giao tiếp hiệu quả và dành thời gian cho nhau. Bạn có thể biến cho cuộc hôn nhân ở bên bờ vực có thể trở nên hòa hợp và hạnh phúc. 3 gợi ý sau đây có thể giúp chị em hoặc anh em sống chung hòa hợp, hạnh phúc được với những thiếu sót và hạn chế của người bạn đời. 1. Tập trung vào sự tích cực. Điều quan trọng là dành thời gian để đánh giá cao người bạn đời của bạn trong cuộc sống hàng ngày. Có một cái gì đó ban đầu đã thu hút bạn đến với người này, và bạn cần chắc chắn rằng bạn nuôi dưỡng cảm giác tình yêu. Dành thời gian để tập trung vào các khía cạnh tích cực của ý nghĩa khác của bạn. Sự yêu thích và ngưỡng mộ là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của một mối quan hệ lâu dài. Đôi khi các hoạt động hàng ngày và trách nhiệm dẫn đến việc mọi người mất tập trung vào tình cảm của họ đối với người bạn đời của họ. Dành thời gian để nuôi dưỡng những cảm xúc này. Một hoạt động khuyến khích cảm giác thích là hoạt động tôi đánh giá cao. Bạn và đối tác của bạn mỗi người viết ra 3 hoặc nhiều đặc điểm tích cực của nhau, một đặc điểm khác với các ví dụ minh họa cho các đặc điểm này. Sau đó bạn thay phiên nhau đọc những gì bạn đã viết cho nhau. 2. Học cách sống với những thiếu sót nhất định của bạn đời. Có một sự thật là không ai hoàn hảo cả. Ai cũng có sai sót. Ai cũng có một số hành vi nhất định không tốt, cứ lặp đi lặp lại và không thay đổi được. Nếu những thiếu sót này của bạn đời không phải là hệ trọng, thì tốt hơn hết, hãy cứ để nó qua đi. Có những thói quen xấu khó có thể thay đổi, ngay cả khi bạn chỉ trích nhắc nhở suốt ngày. Ví dụ, nếu chồng bạn là người bừa bộn, bạn có thể vừa dọn dẹp xong đã thấy chồng bày ra ngay sau đó. Việc này cứ lặp đi lặp lại liên tục. Mặc dù những hành vi như vậy có thể gây phiền nhiễu, nhưng nếu chồng bạn không thể giải quyết được, thì tốt nhất bạn nên tảng lờ đi và học cách chấp nhận. 3. Khuyến khích các mục tiêu của vợ hoặc chồng của bạn. Hôn nhân hạnh phúc nhất khi vợ chồng khuyến khích nhau. Bạn nên ủng hộ hy vọng và ước mơ của vợ hoặc chồng mình. Cố gắng tích cực khuyến khích anh ấy hoặc cô ấy theo đuổi những mục tiêu dài hạn, có khả năng thành công. Cố gắng lắng nghe và hiểu những gì vợ hoặc chồng muốn trong cuộc sống và tìm cách hỗ trợ anh ấy hoặc cô ấy. Rõ ràng, bạn không thể đạt được mục tiêu cho người khác, nhưng bạn có thể động viên tinh thần giúp cho vợ hoặc chồng bạn có thêm năng lượng tích cực trong suốt con đường thành công của họ. Thời lượng
của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.